Hello, xin chào mọi người. Đây chính là một server Discord của Sinh Tố Team dành cho ai là fan của Sinh Tố Team. Nơi này các bạn có thể giao lưu với bọn mình nè, hoặc là những bạn fan khác. Không những thế, Discord này còn có những trò mini game khác để cho các bạn chơi cho đỡ chán nữa. Ví dụ như là Naruto đó, hoặc là các bạn chơi bắt Pokemon. Và một trò được nhiều người trong cái Discord này thích nhất đó chính là trò ma sói. Nếu các bạn fan của Sinh Tố Team và muốn tham gia giao lưu với bọn mình thì đừng quên vào phần link ở bên dưới nhé. Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Hiha đây. Và chào mừng các bạn đã quay trở lại với một video mới của mình. Nhưng mà trước khi bắt đầu vào video này, các bạn đừng quên hãy giúp mình để lại cho mình một nút like, một nút share để ủng hộ video mình. Và đừng quên qua đăng ký những thành viên khác nha. Cũng như là kéo lên dưới và đăng ký cho mình đi. Ôi, hôm nay mình đọc được cái tin đó chính là, các bạn ơi, các bạn kêu mình đó chính là hãy gì quên ta, nhớ rồi. Đó chính là hãy giả làm Tô Gà vào đời team thử coi anh Jack sẽ như thế nào đó. Quay mình thấy cái này cũng khá là hợp lý, nên ngày hôm nay mình quyết định làm theo yêu cầu của các bạn, đó chính là giả Tô Gà và cho anh Jack các bạn ạ. Để coi tụi nó làm sao nghe. Nhưng mà điều đầu tiên chúng ta cần phải đi tham quan tình hình cái đã. Bởi vì tình hình phải như thế nào thì mình mới có thể làm được, đúng không? Đó, go go go. Không biết bây giờ thằng Tô Gà nó ở đâu ta, giờ Jack nó ở đâu ta. Hôm nay thì không có ai đi đình mò hai thằng đó ta. Mình chạy qua nhà Jack thử coi. Hai tụi nó thường thường hẹn nhau ở nhà của thằng Jack lắm các bạn ơi. Hẹn nhau ở nhà của thằng Jack lắm các bạn ơi. Là các bạn à, các đi bạn đâu đây? Là con. Hello, xin chào Chobi, tôi là Yummy của Tefo Mayware. Tôi định qua nhà của thằng Jack để tôi ghẹ Tô Gà. Tào lao mỹ lao. Tôi ơi, đang định qua bển coi thử coi có thằng Jack hay là Tô Gà không nè. Ủa cho anh cái gì vậy? Kể tôi nghe với, kể tôi nghe với. Tôi ngày hôm nay tôi định là giả làm thằng Tô Gà rồi team. Để coi thử cảm giác của thằng Jack sao đó. Thì bởi vậy tôi đang cũng muốn coi thử coi nó làm gì nè. Tôi đi coi kìa. Jack tôi đi coi thông tin. Ê, như đặng có ai nữa. Có Tô Gà. Hello Tô Gà, ông thấy cái bữa ăn này rất là xịn soạn đúng không nào? Đúng rồi, bữa ăn này rất là hình sản, chúng ta nên ngồi ăn đi Yummy ơi. Ê, em mời ông nha. Ngon, ngon, thiệt là ngon ha. Ngon. Ê, cái này là do ta tự tay tôi đấu ra cho Tô Gà nha. Đóng ngon quá da. Trời đất ơi, ăn hết trơn luôn rồi Jack ơi, giờ sao? Đi thôi. Hôm nay thiệt là no. Bye bye. Bye Tô Gà. Tô Gà ăn thịt gà thật là ngon quá. Yummy ơi, đi Yummy ơi. Ôi, ok. Bye bye. Ai nè. Đi bây giờ biết làm gì không, về nhà tôi đi để tôi chỉ cho bà cái này. Ok, để tôi đi theo ông về nhà ông để trông chỉ cho tôi cái này. Đá cho một cước ra. Nhái lại tôi đá cho một cước á. Tao làm được này không? Tao làm được cái này không? Không nhái được. Ok bạn ơi, bây giờ mình sẽ đổi thành Jack. Ê lộn các bạn ơi, mình đổi thành Tô Gà mới đúng. Hello bé Dung, Tô Gà nữa. Xin chào, tôi là con cáo của bạn nè. Bé Gà ơi, bé Gà có món thịt gà hôm nay, bé Cá sẽ làm cho bé Gà món thịt gà nè. Thịt gà nè. Trời ơi, chắc cái thịt gà này như là bé Cá dữ vậy. Tôi đầu tư chưa? Đó, nguyên hộp gà luôn. Đây. Ủa ông kiếm đâu ra bộ đồ giống Tô Gà dữ vậy? Trời, tôi là chùm đổi skin mà, lấy trên mạng là lấy vô ăn vô thôi. Anh còn lẹ. Thôi, nhưng mà bây giờ gì nè. Bây giờ á, bà phải đi vô trong đó để dụ hàng Tô Gà đi cho tôi mới vô được chứ. Bây giờ tôi vô là tới công chuyện luôn nha. Để tôi phải kiếm một cái gì đó tôi mới lừa đằng Tô Gà này, tại thằng gà này nó thông minh lắm. Thì bây giờ bà cần làm cái gì bà làm đi. Ok, để tôi qua bển tôi làm. Ok, tôi chạy hướng này để tôi rình mò nha. Gà kìa. Ok. Bây giờ phải dụ thằng gà đi thì tôi mới vô được. Thì từ từ để tôi lấy đồ ra tôi dụ nó nè. Kìa. Rồi xong rồi tôi đi dụ nó đây. Tôi dụ đi, dụ đi Dung. Ê gà phơi nắng ở trên đây vui vậy ta. Vui thiệt, kêu vui thiệt. Ủa, từ Jack à, để tôi xíu, như có ai kêu á. Hello. Ơi, tôi nói nghe nè, đi ra đây, tôi nói nghe nè. Thôi, tôi đang chơi với Jack không đi đâu, Không muốn đi, tôi muốn cái này nè. Thôi, không có, tôi ở chơi với Jack rồi, bận rồi. Ông nói ông mua đồ này mà ông không cần nữa đúng không? Chị ơi tôi bán cho người khác nha. Gì ta? Từ từ ông coi vậy thôi Jack. Kìa. Coi đâu đây rồi. Xíu nha, đi ra đây. Đi qua đây. Cái này mình phải tay ở chỗ đông người người ta thấy là chết. Đi anh lên. Ok, okay. Sớm nha. Bây giờ mình có cái này hay lắm các bạn, nên bây giờ mình sẽ vô nghèo nha. Ê Jack ơi. Cái gì vậy? Gì vậy? Hello cáp vàng của tôi ơi. Ủa sao tự nhiên quay lại, tôi thấy ông đi đường kia mà. Tại vì tôi nhớ ông đó. Sao giọng ông lạ vậy? Ở đây tôi mới cài phần mềm ra. Tôi có thể hát được cho ông đó. Wow, hay vậy? Hát được em. Ông muốn hát gì? Bài thật là tình cảm chứ về. Tình cảm luôn. Hợp phương bầu không khí. Vậy hả? Vậy thôi tôi không hát đâu. Thôi cái gà này lên đây. Tôi qua đây có một chuyện buồn. Đó là tôi phải đi rồi. Đi ngủ á, ok đi xuống nè, tôi với ông đi ngủ chung nhau cho nó vui. Gì? Phải đến lúc tôi phải rời cái team này rồi. Ông đi du lịch. Không, rời team. Ông nghe không? Rời team, chứ không phải là rời ngôi làng này. Tôi nói rời team mãi mãi. Ý ông là ông không bao giờ trở lại, ông không bao giờ là Tô Gà nữa, ông đi một nơi phương xa trời khác luôn hả? Tôi đã nói với Hiha rồi. Tôi nói với Hiha là chắc là tôi sẽ không làm YouTube nữa, và tôi sẽ không ở trong team Sinh Tố nữa. Tôi muốn ra đi. Rồi ông làm cái gì? Cái ông ra đi. Hát kéo hả? Vậy quá, tôi mới mua phần mềm hát kéo. Chắc rồi, hát kéo hay luôn á. Ông đầu tư cái gì kỳ vậy? Làm YouTube ok mà. Bởi vì tôi có niềm đam mê với hát kéo hả? Tôi có niềm đam mê với ca nhạc, có nghe không? Kỳ vậy trời. Đó, trời ơi, ông đi mà ông không thông báo. Tôi phải kêu mọi người để mà thay đổi bầu cái suy nghĩ của ông mới được. Không được, không được. Chắc ông nghe tôi nói nè. Tôi đã chuẩn bị rồi. Tôi đã chuẩn bị đi. Thôi mà đừng có đi Gà ơi. Ông đi thôi, vậy tôi đi cùng ông luôn. Ông đi cùng tôi là mọi người sẽ... Ông đi gì tôi là mọi người sẽ xem ông ra gì nữa. Nên vì thế vậy, mọi người hãy để một mình tôi đi đi. Nhưng mà ông đi qua nói Hiha đi coi Hiha diệt ông, chứ tôi là tôi được diệt rồi. Đã đến lúc tôi đi rồi. Tôi ra đây thì để tạm biệt ông thôi. Ê chờ tôi chứ. Chờ tôi đi, nói chúng ta đi cùng nhau được chứ. Thì ông chưa xin được mà tôi xin trước rồi. Nên vì thế tôi phải đi đây. Tôi đi, tôi chờ đó nha. Tôi qua hỏi Hiha thử coi. Không còn thời gian đâu Jack. Ông đi là ông không còn gặp tôi thêm một phút nào nữa. Cái gì vậy? Bây giờ muốn tôi làm cái gì? Trời ơi, chúng ta nên ở lại với nhau với giây phút này. Bởi vì giây phút này là giây phút quan trọng của cuộc đời chúng ta. You know. I know. Phải làm gì đây? Một đôi sắp chia ly. Phải làm gì đây nhỉ Gà? Tôi tặng ông cái này coi như món quà của tôi. Ông đừng để nó héo nha. Nó héo coi như là chuyện tình mình đã hết rồi. Giờ em hãy cứ đi đi luôn đó. Tôi tặng ông quả trứng này nè. Đừng cho nó nở nha. Nó nở là coi như là cuộc tình mình. Tôi hứa tôi sẽ làm ấp la. Cảm ơn bò bít tết. Tôi tạm biệt ông nha. Đến lúc tôi đi rồi. Nếu ông có muốn đi thì ông hãy qua nói chuyện với Y2 nha. Rồi, ông tôi cứ đi chờ đi. Ông chờ tôi chứ, ông phải chờ tôi đó nha. Tôi biết rồi. Ông đi đi, tôi sẽ ngồi đây tôi chờ. Y2, chứ tôi rồi làng. Thằng này nó mê Gà dữ. Chết mồm. Cái quả trứng con Jack mới tặng cho con Gà mình lỡ chọi luôn rồi. Chết rồi. Thôi bây giờ mình về làng thứ đã. Quên, về lại nhà. Đổi lại Hiha không? Ok, được rồi. Đi. Dắt nó chuẩn bị xin rồi, rời làng luôn rồi các bạn ơi. Nhưng mà đầu tiên bây giờ các bạn biết mình làm gì không? Mình sẽ thông báo cho cả làng biết là bây giờ Tô Gà đã ra đi. Ui quên, không được. Tại vì mình thông báo là Tô Gà nó sẽ biết. Không nên thôi. Dạ, Tô Gà đâu? Ông cứ thông báo đi nha. Tô Gà nó bị tôi giấu túi ở dưới căn hầm của nhà tôi rồi. Nó đang dưới, nó đang thay đầm để nhưng mà bà nhốt nó lại. Tôi nhốt nó rồi. Okay. Tôi đi tôi nói tôi cho nó đâu. Tôi thông báo nè. Ra. Tô Gà từ đây chính thức đã rời khỏi team Sinh Tố của chúng ta. Mọi người cùng nhau đến chia buồn. Tô Gà nào mọi người ơi. Ôi gì Tô Gà rời làng á anh? Ê cho tôi rời làng chung với nó đi. Cái gì vậy? Cái gì vậy? Tô Gà đã chính thức rời làng rồi em không biết à? Ủa sao vậy? Tô Gà nó tới nhà tôi nó thông báo rời làng. Qua đá banh. Cái gì vậy? Tô Gà rời làng rồi. Trời ơi cái chuyện gì vậy? Mày cho nữa đúng không? Mày thử lòng gì đúng không? Thử lòng cái gì mà thử lòng? Thằng gà nó đích thân tới nhà tôi, nó thông báo luôn á mọi người. Đó, nói đi, hỏi thằng Jack đi. Trời ơi, nó thông báo cho ông rồi hả? Nó nói với tôi là nó sẽ không thông báo cho ai hết mà. Ai biết nó chạy tới nhà tôi, nó nói nó đi kẹo kéo, nó rời làng gì á. Trời ơi, đúng rồi. Ê, mọi người. Cái khúc này mọi người nên gọi là một phút cảm lòng. Mà ông đi qua đây làm gì Jack? Tôi muốn rời làng đi chung với nó. Không được. Lý do này là không được duyệt đúng không mọi người? Lý do này sao mà duyệt được? Đúng rồi, đúng rồi. Cái gì mà chơi theo đám đông vậy? Lý do này không chính đáng. Cái gà lý do của nó là gì? Lý do của nó là nó gia đình, chuyện gia đình. Ok, tôi có gia đình là hàng gà tôi, là hàng gà là gia đình của tôi. No. Lý do như vậy là không xứng đáng đúng không mọi người? Vì tình yêu mà bỏ rơi anh em này bao nhiêu người trong team? Đúng rồi. Trong bao người trong team ông biết không? Là tận 10 mấy người lận. Mà nó rời làng không? À, thì nó nói gia đình, không phải à? Ừ, thì gia đình đúng rồi, mẹ nó bắt nó cưới vợ mà. Đúng rồi. Chết. Ừ, vậy đó mẹ nó mới tìm được một cô bé nào á. Cái bé đó tên là cái gì, bé đó là con cừu, con heo vậy tôi quên mất tiêu rồi. Ừ, mọi người ơi, tôi đang bị chấn thương tâm lý. Tí rồi. Chết rồi, Jack hết rồi kìa, tan biến rồi kìa. Ơi cái gì vậy? Quay lại rồi. Trời ơi, thôi tụi bay đi về đi, Ghê quá à. Trời ơi, sót kiên. Đó. Bây giờ. Ôi giời, bây giờ tiếp theo. Ôi giời, cái gì vậy? Một nhầm. Bây giờ tiếp theo biết làm gì không? Đó chính làm là gì? Đi qua nhà cô tôi để chúng ta. Ok. Hả? Ôi, thằng Tô Gà thử coi nó đang ở đâu. Coi nó làm gì? Đi. Gà đâu rồi. Của tôi chứ. Đợi xíu để tôi dẫn ông vô. Nãy dưới đây nè, nhưng mà cách âm mời nên nó không nghe được gì đâu, ông đi xuống đi. Ôi giời, gì vậy gà? Hello. Giật cá mình nè, trời đất ơi. Gì vậy? Làm gì vậy? Tôi dẫn Hiha tới để coi ngắm ông phụ nè. Làm gì vậy? Thì zombie kia tao tới có cái chỗ để thử nè, từ để tao vô tao thử. Thử gì vậy? Bình tĩnh thôi. Đợi xíu nghe, đừng có nhìn nha. Đó không biết nha. Cái này là cái chỗ này, cái chỗ mà tôi để dặn đồ cưới tôi, giờ tôi phải cho nó mượn đấy nha. Này được không? Để từ bộ khác nhìn mặt mày là biết không thích rồi. Từ đợi bộ coi. Ấy, đừng có nhìn vô cái lỗ này. Ôi đời ơi. Ôi giời. Ôi đẹp nè. Được không? Còn bỏ ra nữa chưa ra ai không? Còn bỏ ra, thôi thay lại đây, tí tao quành lại nha. Ôi cái này đẹp nè. Rồi mà bây giờ mình sẽ qua nhà Jack thử coi Jack đang làm gì. Trời, Jack kiểu này chắc rồi đau khổ cuộc tình này chết đã chết rồi luôn rồi. Lô Jack đâu rồi đang ngồi đó làm gì ta? Ẩn thờ. Rồi mưa luôn. Trời ơi, sao cuộc đời rồi đổ vỡ rồi. Ra ông có đi gia đình để mà cưới người ta chứ ông không thèm nói thẳng mặt tôi cái vụ đó luôn. Cái gì vậy? Tôi đây. Chào. Đậu xanh sao tôi không lên được. Ủa, có chuyện gì vậy? Tôi gà nên anh nói tôi buồn quá, tôi bị chấn thương tâm lý luôn rồi. Trời ơi, ông bị chấn thương tâm lý luôn rồi hả? Tôi bị chấn thương tâm lý. Tại sao lại như vậy? Thì nó nói lên gà nó có chuyện gia đình, nó cưới người khác chứ bên là ấy, hàng chi nó không nói thẳng mặt với tôi, hàng chi nó giấu, hàng chi nó không cho tôi theo. Chắc là như vậy rồi, ông phải từ bỏ cái chuyện này thôi Jack ơi. Từ bỏ hả? Là đúng rồi hả? Là ông phải từ bỏ Tô Gà đi, ông phải chấp nhận việc này. Ông nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn sao? Tôi nghĩ đó là lựa chọn đúng đắn. Okay. Chảy nước mũi luôn rồi cả Jack. Được rồi. Bây giờ không cần khóc nhè nữa. Bây giờ tìm thẳng mặt thằng gà, nói với nó một lẽ luôn. Nó đi cho thật. Nó đi rồi. Thì thôi, đừng ngồi khóc. Hay là để tôi đi tìm lại nó cho ông. Ok vậy cũng được nha. Ok để tôi đi tìm nó. Đi rửa mặt. Trời ơi, mình có quá ác ông ta ơi. Mà thôi, bây giờ tôi quyết định rồi nè mà. Biến hình thành Tô Gà thôi nào. Hello, tôi là Tô Gà. Trời ơi. Ai? Tới nhà tôi nữa vậy? Ê, ông còn dám đưa bạn mà con qua đây hả? Ủa, chứ không phải ông đang tìm tôi hả? Vậy. Sao có cái vụ gì mà ông có người tình khác mà cha mẹ muốn gả cho mà ông không nói cho tôi nghe hả? Nha. Tôi sợ ông đau lòng, ông hiểu không? Tất nhiên rồi, thì cứ huống gì ông cứ nói thật cho tôi biết đi, tôi còn biết cảm thông. Còn bây giờ ông còn giấu thì tôi làm gì nữa? Tại vì tôi không muốn ông phải suy nghĩ thêm về tôi nữa. Nếu lúc đó ông khóc thì làm sao tôi có thể đi được hả Jack? Bây giờ tôi quyết định rồi kìa. Sao? Mình chia con tay luôn đi. Mình chia tay hả Jack? Tôi cũng nghĩ vậy. Tôi đã suy nghĩ được chuyện đó rồi. Thì đến nay tôi quay trở lại, tôi định nói điều đó luôn đó Jack. Thằng này láo. Không phải ông là người nói trước sao? Ông nghĩ sao tôi cũng hận ông đâu lắm nha. Bây giờ tôi bộc lộ cái thằng này. Tôi cũng hận ông lắm đó nha Jack. Ông nè, tôi bây giờ cưới vợ. Cái ai mà cưới ông? Tôi biết lâu rồi, ông là thằng mê gái luôn rồi. Ông bài tập mê gái với tôi, bây giờ ông quay lại mê gái. Ông thấy mà ghê, ai mà mê ông nội. Tưởng bởi lắm hả? Không bao giờ, ông đừng có mong chờ đó chứ. Ê, chạy đâu vậy? Ôi rời bỏ ông chứ đi đâu. Ê, ông nhớ cái bản mặt ông ấy nha. Nhớ mãi mãi, tôi không bao giờ nhớ ông. Tôi chỉ nhớ tôi thôi, biết chưa giá. Lần tới tôi gặp ông, tôi đấm vô cái mặt ông giờ. Được rồi, bây giờ thì mình biến lại thành Hiha để coi dắt ra đầu nữa. Blast của bộ lé. Ok, bây giờ mình sẽ quay lại coi dắt nó sao đây. Trời, mình các bạn thấy mình đa năng không? Biến đi biến lại liền. Trời, hớp bíp bíp. Ở đâu rồi? Chắc viên. Vậy? Ông gì? Đừng có xài súng trong làng là giật cấm nha. Tôi vô tình nhặt lên, có gì không? Ôi, tôi kể ông nghe tôi không? Bây giờ gà nó vừa qua nhà tôi, nó nói là nó chia tay luôn. Nó thú nhận luôn, nó ghét tôi, nó bỏ. Trời ơi, thấy chuyện này là hỏng xong rồi Jack ơi. Tôi nghĩ là bây giờ mình phải làm cái gì đó cho nó tức. Tôi cũng nghĩ vậy. Đúng không? Ông hiểu ý tôi. Thằng Tô Gà nó rất là ghét ông. Bắt cặp với thằng Huy. Gì mới nghèo á. Hiểu không? Là hiểu không vậy? Thường nó hay ghen ông với thằng Huy lắm. Mặc dù tôi biết ông với thằng Huy là bạn bè thôi, đúng không? Đúng rồi, không Huy có gì đâu. Bây giờ mình phải làm có cái gì luôn để cho nó tức, hiểu không? Ok, làm gì không có ý gì không? Bây giờ mình qua yêu Huy luôn. Ý là làm cho nó ghen đúng không? Bởi vì nó đúng rồi, mình đâu có thích thiệt đâu, đúng không? Mình đã có yêu thiệt đâu, mình chủ yếu rồi. Đập vô cái bản mặt nó, đập vô cái bản mặt. Hiểu không? Đập vô bản mặt cái gà của nó, ok. Đúng rồi, trời nó quăng cái trứng của ông ở lại luôn rồi nè. Cái thằng cà hố ok, qua nhà Huy Đi. Huy ơi, đâu rồi? Ủa Huy đâu ta? Cái này nè. Bây giờ ông phải cầu cứu ông Huy. Thì tôi dẫn Abi đi chỗ khác không? Cái chuyện tình của người ta đang đẹp, ông vô ông xen vô là nó đấm vô vỡ mồm. Ok. Em muốn trà sữa. Nhưng mà anh muốn tùng tăng nghề. Từ từ. Chuyện là bây giờ tao cần chụp hình thẻ để làm hộ làm lấy giấy tờ nhà cho làng sinh tố. Ủa, tao nhớ hôm bữa mày đi chụp rồi mày. Đó, chụp hình bad boy. Bây giờ là chụp khác một cái bad boy. Bây giờ mày ở đây đi. Dẫn bạn gái mày đi siêu hoành lại mày. Ok. Nhớ nha. Nhớ. Thôi đi chung đi, chụp chung đi cho nó đáng yêu. Chụp chung đi anh. Con nào chụp với tờ nhà mà chụp hình couple hai người yêu nhau không? Giờ thì có nè. Đúng rồi. Thì hai tụi mày chuẩn bị cuốn gói ra khỏi làng chụp ha. Bye bye tục tân tề. Đi nhanh lên, em qua bển đã trước đi nha, anh đi chuẩn bị xíu rồi qua liền. Ok. Đi chứ. Đi rồi. Ê, Huy, bồ rô. Cái vậy? Cho tôi ngại mày đâu không? Yêu tôi đi. Ok không? Trời ơi, bị cái tay bị ok nữa là tôi cầm một thỉnh cầu, yêu tôi. Ok không? Hả? Trời, thằng này nó bị dồn rồi, nói vậy không hiểu nữa. Ok, vậy nè. Thằng Jack. Ơi, từ mình trong làng là mày đi tù thôi nặng á. Vậy thôi tao xài khác. Hả? Cái gì? Tôi có cảm giác không lành Hiha ơi. Ôi. Bất dạy. Mày vừa giết tổng thống mày đi tù á. Mày bị rồi đi tù rồi. Mày bị đi tù rồi. Đây. Bây giờ mày muốn đi tù hay là mày muốn một hình phạt từ tao? Nhưng mà tôi cũng muốn tố cáo. Đi tù, dẫn nó đi Jack. Ok. Bây giờ mày chọn một trong hai thôi, mày không được quyền nói nữa. Bây giờ mày là tội phạm giết tổng thống rồi. Chọn gì? Bây giờ chọn một là mày đi tù, hai là mày chọn hình phạt. Trời, mày có 10 giây. 10. Chọn em nói. Chín. Đếm nha. Cho cần gọi hỏi người thân không? 7, 6, 5, 4, 3, 2. Hình phạt của mày là 1 ngày yêu thằng Jack. 1 ngày thôi mà. Nói gì đâu. PC mà Huy. Một ngày thôi. Ừ. À, không, tao sẽ giúp mày cho Abi không biết. Hợp lý không? Vậy mày đi tù đi. Chở nó đi Jack ơi. Ok, nó được chọn. Ê, tao quay đó. Trừ người ta chấp nhận. Nhưng mà đừng có công chó được không? Vậy thôi. Ủa, yêu nhau không lẽ không công chó? Vậy, nếu mà không công chó vậy thôi tao dẫn Abi tới biết chuyện này. Ê, biết chuyện gì mày? Tao có làm chuyện mày yêu con Jack. Vậy thôi, một là đi tù. Bây giờ nè, theo yêu cầu tao. Một là mày yêu Jack cơm chó đầy đủ hết trong vòng một ngày. Nồng thấm nha. Đàng hoàng tao có duyệt thì tao mới cho mày, không tao là đi tù. Ai là đi tù? Đó, còn đi. Tung Jack. Hợp lý. Ok. Được. Được. Yeah. Wow, anh Công ơi. Không lên bạn. Bây giờ tao đi. 24 giờ là một ngày được chưa? Đúng ngày này, ngày mai giờ này là mày hết. Ok, ta sẽ đi lo hậu sự với lại Abi cho. Dòm là cô tôi một ngày Huy ơi. Trời ơi, cái mặt của mình đỉnh cao quá các bạn ơi. Bây giờ qua con Abi đang đợi nhà mình đó. Abi. Bắt đầu trời. Abi. Bị câm không? Yêu mày từ dưới nhà lên tới nhà luôn. Đứng nghe mẹ này. Ừ, bây giờ nè, vấn đề nè. Ủa, anh đang đứng đâu vậy? Tao đang trước mặt mày nè. Đứng nghe mà. Ok. Game em bị lắc, ok. Trời ơi, nó bị đứng. Anh coi em còn 2 cục kìa anh ơi. Anh nghĩ bây giờ đứng game sao chụp hình được? Out game đi, tới vô ngày mai vô lại đi rồi mình chụp hình sao? Lắc quá. Sao mà chơi được? Mai chụp hình nhớ nha. Trời ơi, tự nhiên cái trời đất giúp mình luôn các bạn à. Bây giờ quay lại chỗ của Tô Gà nè. Tụi mình đi nguyên vòng trái đất luôn hả trời? Hello. Tôi quyết định chọn bộ này. Tao đi một hồi mày vẫn quay lại cái bộ đồ xấu nhất. Hồi nãy tao gặp mày vậy. Cái gì? Cái bộ kia đẹp, bộ kia đẹp đánh thêm cái sâu môi vậy, đánh hai cái má hồng nữa là. Vô đổi bộ lại đi. 87 luôn. Thôi vậy bộ này khỏi cần vô đâu, bây giờ thay chiếc mặt luôn. Vậy cho lẹ đi. Đúng rồi, bây giờ để xong cái mồi đây nữa nha. Ok. Được rồi đó, đi. Thôi, bây giờ chưa tới ngày đám cưới mình thử. Ơi, bây giờ chưa tới ngày đám cưới mình mặc đồ lại đồ đi, không thôi đó bị dơ bẩn. Không mặc được ngày đám cưới. Đúng rồi đó, là ngày đám cưới mặc hết đẹp luôn. Lên nè, trời ơi, nãy giờ đợi tôi lên mà nhốt như này hoài. Lên nào. Lên trước đây. Ok, đây là lên trước nha. Ôi trời, đau quá. Cái mặt rồi này. Mẹ mày. Trời ơi. Mẹ hướng tôi nè, như này. Đó, đúng rồi. Lên, được rồi đó. Bây giờ mình về nhà với Jack nha. Ok, để tôi đi về đây. Chắc chắn nãy giờ đợi ta la lắm rồi. Chuẩn bị rồi. Đi coi phim nè, vô. Đi coi phim đi, giờ biết. Ok. La chào bé Huy của anh. Đây coi phim rồi mới toàn diện. Hello Huy, nói gì đi Huy. Cái mặt Huy bị gì vậy? Bị giật. Huy ơi. Hello Jack. Không mặt tôi không sao, nãy giờ không nhìn tôi vậy. Ông còn vác cái bấm mặt của ông tới đây được hả? Có vụ gì có Huy đó đi hả? Vậy ông nói tôi chia tay nhau rồi hả? Cái gì? Chia tay hồi nào? Vô mới hồi nãy ông tới nhà tôi rồi chúng ta cãi lộn nó chia tay luôn. Giờ ông còn làm như không có chuyện gì xảy ra hả? Thì ra là vậy, thằng Huy ở đây để mà phụ ông nó chia tay tôi đúng không? Tôi hiểu rồi. Phụ gì? Đó là người yêu mới của tôi luôn á, đúng không Huy? Đúng rồi hay à. Chỉ mới vài giây thôi mà Jack thay đổi nhanh thiệt chứ. Trời mưa rồi. Ông mới là người tụi tao phải thay đổi nhanh đó nha. Ông nó bị chạm đó Bèo. Vô nhà Bèo. Vô nhà. Trời ơi quá à. Tên làm gì vậy? Tên gà bởi gì rồi? Đi qua sông kìa, nó chừng làm bẫy đó. Đây. Ui nhảy xuống rồi kìa, nhưng bay. Trời ơi. Gà đi bơi hả? Cái gì vậy? Tao đang uống nước thôi mà, có gì đâu. Tụi bay thấy không? Hồi nãy tôi mới đi với tụi bay có chút xíu à. Mà quay về tụi nó đã trở mặt, tụi nó đã gian díu với nhau. Trời ơi, lưng tao biết á. Tao nói cho mày nghe thật nha, Abi chỉ là bình phong thôi. Huy đã yêu Jack từ ngày Jack vô team rồi. Tao tìm qua tao. Nói với tao mày chỉ là bình phong của Jack thôi. Để tôi. Mày bị chơi vậy là không được. Đúng rồi, không được. Tao nghĩ là mày phải làm cái gì ngược có lại. Tao yêu mày hả? Tao đá mày một cước bây giờ. Mày yêu hả Bi? Không, đi quá. Bây giờ thằng Jack nó rất ghét mày yêu tàu hủ đúng chưa? Quen tàu hủ luôn. Qua quen tàu hủ đi. Hạ chi đúng. Ok, hạ chi á. Không được. Mặc dù hai mặt. Ok. Nó không có cơm gió giỏi bằng tàu hủ đâu. Ừ vậy tao thấy tao hủ này dễ chọc tức nó hơn. Ok. Bây giờ mày phải làm sao là phải chọc tức được, trời ơi sao trời mưa vậy? Trời ơi, nó đổ hết mưa rồi. Nói chung là Tửu ơi, cho mày chuyển nhà đi mày. Tửu ơi. Ê, tao nhớ rồi. Nó ở bên nhà ngay chi? Tao mới nghe tiếng nó kìa. Đi rồi nè, ai kêu rồi, ai kêu rồi. Trời ơi, gì mày đông dữ vậy? Làm bộ tao đây mày. Lẹ đi mày. Mày nhìn tao mày chảy nước miếng, mày xào xạo rồi tao giá đá quá. Ok cũng được, nếu thích ăn thì em sẽ nói bữa ăn này. Ôi giời đi để nó yêu luôn, không có gì còn gì nữa. Tới đó tặng, hiểu không? Tới đó tặng. Tới đó tặng. Đây 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 đây. Để tao tặng cho mày cái này thằng chó. Kêu anh chứ sao lại kêu anh, kêu mày tao vậy trời. Rồi đây là Boppy gà, Boppy gà. Ôi giời, chỗ này không được nè, chỗ này có vẻ thoáng mát, chắc có thể là tặng cho cậu một cái. Boppy nhìn mình nè, Boppy. Cầm cái này giùm mình cho Boppy. Ôi trời. Boppy thấy sao Boppy? Boppy đồng ý, Boppy đồng ý. Kệ đi bé yêu, tụi nó gọi nhau bằng tiếng chó đó. Ngon cái này nè Huy ơi. À, viên kim cương rất là quý giá. Trời ơi, Boppy, tôi tặng ông cái này nè, Boppy ơi. Hello, Boppy. Một cục kim cương luôn. Đây, đây, cục khối kim cương luôn. Thôi, Huy ơi, tôi tặng ông cái này nè. Xe điện, tôi biết bây giờ giá xăng rất là tăng nên cái này rất là đáng giá được không nào. Ok bé yêu, tôi tặng ông xe đi chơi golf. Ủa không phải lộn. Xe đi chơi golf. Xe ngựa khỏi cần tốn xăng. Thôi. Gà gì? Thay đủ rồi à. Bây giờ ông đã chia tay tôi. Tôi chọc ông là đáng lẽ. Bây giờ ông còn quay lại nữa. Quay tàu hủ quá. Đó là cái gì ông phải trả khi mà ông dám làm những chuyện đó sau lưng tôi. Đúng không Boppy? Đúng rồi Boppy. Cái màn đó với em nè Boppy. Gì vậy? Vậy ông muốn chơi bạo lên với tôi đúng không? Ê bye bye. Anh Tô Gà. Ai thằng kia? Ai? Đi tù em ơi. Mày quá bé yêu, mạnh mẽ bé yêu. Ê ơi. Anh Tô Gà bắn cơ. Tao nhiều chuyện tao bắn coi vậy. Vô. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Kìa Boppy ơi. Ôi giời ơi. Kìa Boppy ơi. Đi thôi Boppy ơi. Đi Boppy. Chạy đâu chơi hả? Chạy đâu hả? Ôi giời ơi. Trời ơi ghê quá. Boppy cầm xuống rồi sao bắn nó đi Boppy. Đây đây. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Ôi giời ơi. Bây giờ tụi nó chiến tranh này xèo đúng rồi. Bây giờ mà mình còn đứng ở đây mình quay nữa là chết luôn á các bạn. Thôi hẹn gặp lại bạn những video tiếp theo nha. Bye bye. Ôi giời ơi nó bắn kìa. Rồi Tô Gà đi ngủ. Ôi giời ơi chị ơi. Trời ơi nó giết Boppy rồi thằng kia.